Với nhiều nỗ lực trong công tác xúc tiến du lịch, đặc biệt là kết nối với các thị trường tiềm năng, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng từ đầu năm đến nay đã và đang tăng trưởng tích cực, góp phần bù đắp lượng khách nội địa trong mùa thấp biển. Sau nhiều nỗ lực xúc tiến quảng bá và kết nối thị trường, ngày 18 tháng 10 vừa qua, các đường bay mới Đà Nẵng New Delhi và Đà Nẵng Mumbai đã chính thức khai trương, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường khách tiềm năng Ấn Độ với 1,4 tỷ dân. Trước đó ngày 9 tháng 10, tàu du lịch 5 sao Lola Pro cũng đã đưa hơn 200 du khách và thuyền viên đến từ các nước Âu Mỹ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch đường biển trở lại thành phố sau hơn 2 năm gián đoạn vì Covid-19. Đây có thể được xem là những quả ngọt sau một loạt những nỗ lực của thành phố trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch ra thị trường quốc tế. Chúng ta vừa tìm kiếm thị trường mới, chúng ta vừa là có những kênh để chúng ta phục hồi các thị trường truyền thống. Vừa là chúng ta tìm kiếm các cái sản phẩm để chúng ta định hình các luồng khách mới. Hàng loạt các hoạt động xúc tiến của thành phố trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai. Chúng ta xúc tiến Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu, Đông Trung Đông. Chúng ta trên các cả nền tảng online và offline. Thì có thể nói là ít có điểm đến nào mà chúng ta có cái sự chuẩn bị một cách kỹ càng đầy đủ dài hơi như vậy cho thị trường quốc tế. Theo ghi nhận, hiện một số thị trường quốc tế trọng điểm của Đà Nẵng như Hàn Quốc, Nhật Bản đã từng bước nới lỏng hạn chế nhập cảnh cũng như các chính sách về phòng chống dịch. Đây là điều kiện thuận lợi để từ đây đến cuối năm, thành phố thu hút khách từ các thị trường trọng điểm này. Cùng với đó, ngành du lịch thành phố cũng chú trọng đầu tư làm mới các sản phẩm du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách cũng như tăng cường ứng dụng công nghệ trong quảng bá xúc tiến để lan tỏa hiệu quả hình ảnh điểm đến Đà Nẵng. Tiếp tục triển khai các cái nội dung cụ thể trong các cái đề án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, như là đề án phát triển du lịch cộng đồng Nam Mô, đề án phát triển du lịch cộng đồng Hòa Vang, Mân Thái và một số những cái sản phẩm du lịch của thành phố Đà Nẵng như là tuyến phố đêm Bạch Đằng, cầu Nguyễn Văn Trỗi, cũng như là triển khai các cái hoạt động, các cái sự kiện góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố. Theo đánh giá, hiện thị thực vẫn đang là một trong những rào cản để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Tuy nhiên, với những nỗ lực và cách làm bài bản sáng tạo trong hoạt động xúc tiến quảng bá, ngành du lịch Đà Nẵng hoàn toàn có thể kỳ vọng về lượng khách quốc tế đến thành phố sẽ tăng khả quan trong những tháng cuối năm nay, và đặc biệt sẽ khởi sắc vào đầu năm 2023.